Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái video cũng khá là đặc biệt. Cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về top 3 đôi giày mà mình yêu thích nhất trong cái collection của mình. Ngoài ra thì mình còn chia sẻ với các bạn về top 3 của những người bạn của mình. Đặc biệt hơn, những người này còn làm YouTube về sneaker bằng tiếng Việt nữa. Thì ngày hôm nay mình cũng rất là hân hạnh chia sẻ với các bạn về top 3 những đôi giày yêu thích nhất của những cái YouTuber này nhá. Alright, bắt đầu từ mình đi. Thì mình sẽ chia sẻ với bạn về top 3 đôi giày trong cái collection của mình. 3 đôi giày mà mình yêu thích nhất. Đầu tiên thì là đôi giày này. Một đôi giày mà mình cực kỳ hay rock thời gian gần đây. Đây là đôi giày Air Max 97 phiên bản collab với Off-White, có tên gọi là The Queen. Đây là một phiên bản collab với Off-White và Nike. Một phiên bản nó hơi bị đặc biệt hơn một xíu. Đó là phiên bản được collab với cả vận động viên tennis nổi tiếng Serena Williams. Nói chung không hiểu sao mình cực kỳ thích đôi giày này. Mình thích đôi giày này từ cái nhìn đầu tiên cơ. Đến tận bây thời điểm này khi mà mình có good deal đôi giày này thì cuối cùng mình cũng không thể nào mà bỏ lỡ cơ hội để mà cóp đôi giày này được. Và đây chắc chắn là đôi giày đứng thứ 3 trong danh sách những đôi giày mình yêu thích nhất trong collection của mình. Đứng thứ 2 trong danh sách này thì là một đôi giày mà có lẽ mình không cần phải nói nhiều. Tất cả những cựu subscriber channel của mình thừa biết cái silhouette này là cái silhouette mình yêu thích nhất trong tất cả những cái silhouette giày mà mình có. Đó chính là silhouette Pharrell Williams NMD. Đây là một phiên bản nó cũng khá là đặc biệt. NERD là một phiên bản nó rất là limited so với cái dòng Human Ray. Và cái phối màu thì cũng là cái phối màu thích nhất của mình. Đó chính là phối màu dark green. Thì đây là phiên bản Human Ray collab với cả BBC. NERD nói chung là một cái đôi giày có tên khá là dài và cũng khá là hiếm mà cũng thuộc dạng những đôi giày Human Ray mà có giá trị resell cao nhất, thì đây cũng có thể là nằm trong cái top đó. Mặc dù cái silhouette này nó cũng dần dần die down rồi và bây giờ thì gần như tất cả những đôi giày mới ra thì đều là brick, nhưng mà không thể phủ nhận được nó là một đôi giày đi cực kỳ êm và dễ phối đồ, đi lên chân cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là Human Ray thì cách đây vài năm thì nó cực kỳ hot mà bây giờ thì nó cũng bớt rồi. Nói chung là đây là một cơ hội tốt, nếu mà bạn nào thực sự là đam mê cái dòng giày này thì đây là một cơ hội cực kỳ tốt để các bạn có thể sở hữu được một đôi, tại vì giá resell của nó không quá cao. Và cuối cùng, đôi giày đứng trong top 1 những đôi giày yêu thích nhất trong collection của mình không thể nào khác được, chính là đôi giày Yeezy V1 phối màu Moon Rock. No, đây đâu phải là đôi giày Yeezy đầu tiên của mình nhỉ? Nhưng mà nó là đôi giày mà đã mang lại mình đối với tất cả những đôi giày Yeezy. Hồi mà mình chưa có đôi Yeezy nào thì mình luôn luôn look up đôi giày này là đôi giày mà mình luôn luôn muốn sở hữu. Và khi mà mình cóp được những đôi retail của V2 thì mình đã bán những đôi đó và mình đã có thể có tiền để sở hữu được đôi giày này. Đến tận bây giờ, nó vẫn là một trong những đôi giày Yeezy mà mình beat nhiều nhất, đi nhiều nhất. Và cái phối màu cực kỳ dễ chịu, cực kỳ dễ phối đồ. Mà đến thời điểm hiện tại, khi mà đi đôi giày này mình cũng không có cảm giác là mình out of trend. Nó vẫn rất là êm, rất là đẹp, phối màu nó vô cùng đơn giản. Quanh đi quẩn lại thì mình vẫn chỉ là một OG fan Adidas. Mặc dù mình có chơi Nike thời gian gần đây rất là nhiều, nhưng mà thực sự đối với mình thì Adidas vẫn luôn là một cái gì đó nó rất là đặc biệt. Ok, quay trở lại với cái chủ đề buffet ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về top những đôi giày của những YouTuber sneaker của Việt Nam, để là xem là top 3 của họ là cái gì nhá. Đầu tiên thì mình đi đến người đầu tiên mà mình hỏi. Cái người đầu tiên mà khi mà mình nghĩ đến cái content này mình phải hỏi đầu tiên, đó chính là Fable. Cái content này mình cũng nghĩ, nó nói chung là nó cũng tự nhiên nó pop trong đầu thôi à. Tự nhiên mình nghĩ ra và mình làm liền luôn. Tối ngày hôm qua thì tự nhiên nhìn thấy nick Fable, thế là ngứa tay nhắn tin hỏi chơi. Thì hỏi Fable là top 3 đôi giày mà Fable yêu thích nhất trong collection của Fable là gì. Thì Fable có trả lời mình là, đầu tiên, đôi giày đứng thứ 3 của Fable là Kobe 5, phối màu là Brooklyn. Thì mình sẽ để cái hình của nó ở đây. Tiếp theo, đứng thứ 2 là Dior 1, thì Jordan 1 Dior, hai phiên bản hai top. Mình có hỏi lại Fable tại vì Fable có cả hai phiên bản lận. Và cuối cùng là đôi Air Yeezy 2, phối màu là Red October. Thì mình đã từng xem video của Fable chia sẻ, thì Fable có nói rằng là đôi giày Red October này có liên quan gì đến vợ Fable, như vợ Fable tặng Fable thì phải. Thì nói chung là một đôi giày mình nghĩ là ý nghĩa nhất đối với Fable. Đó chính là lý do vì sao mà Fable để đứng thứ nhất. Ok, người thứ hai mà mình hỏi là Snoopy. Snoopy có nói liền với mình luôn, top 3 cực kỳ nhanh, trả lời cực kỳ nhanh luôn. Đầu tiên đứng thứ 3 là Tom Shack 3.0, là cái phiên bản My York. Nói chung là một phiên bản rẻ nhất trong tất cả những đôi. Thì nó có giá resell hiện tại như cũng tầm 600-700 đôi đó. Thì là nó bọc ở ngoài là một đôi giày khác, giống đôi giày của phi hành gia đó. Sau đó thì cắt đi thì ở trong là đôi giày Tom Shack. Đôi giày đó thì nghe nói cũng êm, mình cũng muốn sở hữu một đôi mà chưa có cơ hội. Đôi giày thứ hai là Balenciaga Track. Và đôi giày cuối cùng, đôi giày mà Snoopy thích nhất, chính là Yeezy 700 V2 phối màu Static. Đó cũng là một trong đôi giày top 5 của mình ạ.
nếu mà mình có extend ra thì chắc đôi đó mình nghĩ đứng thứ tư đó. Người tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đây chính là Phát Toshiro. Mình có nhắn tin và Phát cũng trả lời rất là nhanh thôi. Đôi giày đứng thứ ba là Dunk Stand Up 3. Đôi giày này như mình nhớ là đôi giày màu xám mà có tí màu xanh xanh. Mình sẽ để hình ở đây. Đôi giày này cũng từng xuất hiện ở trong phim Stand Up. That's why nó mới đặt biệt danh là Stand Up 3. Nói chung là một đôi giày mình nhớ đâu đâu khi mà Phát nó chia sẻ ở trong video, nó có mention, mình có nhớ trong một cái video nào đó. Đôi giày đứng thứ hai của Phát là Jordan 1 Off-White với màu màu trắng exclusive chỉ có ở bên Europe. Một đôi giày mà mình cũng cực kỳ ước mơ muốn có luôn á. Nói chung là Phát ở bên Nhật nó chuyên kiếm những cái deal mà đôi giày phải nói là well mà giá rất là ngon. Ok, và cuối cùng là đôi giày SB Dunk Stussy Cherry. Một đôi giày mà phải nói là cực kỳ hot trong năm vừa qua. Nhờ Travis Scott đi lên thì nó giá trị của nó tăng lên gấp nhiều lần. Nói chung đấy là một trong những đôi giày rất là well. OG SB. Ok, người tiếp theo mình muốn chia sẻ đây là đệ tử Nguyễn Tiến Dũng. Lâu lắm rồi không thấy nó up video, không hiểu nó đi đâu nữa. Ok, top 3 của nó là đứng thứ 3 là Hugo Boss Double Mong Strap. Nói chung là thời gian gần đây thì nó dần dần nó đi xa sneaker, nó thay đổi cái phong cách, nó mặc kiểu đàn ông hơn, mặc vest các thứ. Thành ra thích đi những cái kiểu giày tây. Ok, tính nó là một đôi. Đứng thứ 2 là Air Max 1/97 Shawn Motherspoon, khá là hot. Và đôi cuối cùng Dior B23 Low Top, khá là hot, mình thấy nó rock đôi đấy cực kỳ nhiều luôn. Ok, make sense. Người tiếp theo, ông Duyệt đi. Ông ấy gửi cho mình đống link. Đầu tiên đứng thứ 3 là đôi giày Nike Air Jordan 1 Low Chicago Flip. Một đôi giày Jordan 1 Low. Tiếp theo là đứng thứ 2 là đôi giày designer. Cái tên khá là dài, mình cũng không biết mình đọc đúng cái hãng này không nữa. Nó tên là Discreet 2 The Giant Panel Sneaker. Và đôi cuối cùng lại là designer luôn, Versace Chain Reaction Sneaker. Đó là top 3 của Duyệt. Mình biết là Duyệt khá là thích designer, mà đặc biệt hơn là những designer không kiểu như ở Dior, Gucci đâu, mà Duyệt thích những cái kiểu như kiểu Versace hay là mấy cái hiệu mà designer của bên châu Âu thích á. Người tiếp theo mà mình muốn chia sẻ là cô em Ven, là kênh ông mê giày. Top 3 của Ven là Air Max 2 Lite collab với cả Atmos. Đứng thứ 2 là Kangaroo collab với cả Footshop. Và đứng cuối cùng là Air Max 1 Enable Pack. Mình cũng thích đôi này. Wow. Nói chung là very interesting khi mà hỏi những người bạn của mình về top giày của họ. Tại vì có những cái đôi giày mình cũng rất là interesting, và nhiều đôi giày mình cũng khá là thích luôn mà mình chưa có cơ hội sở hữu. Thành ra là cũng rất là interesting khi mà xem mỗi người, người ta có những cái thú vui về một cái dòng giày gì đó mà lấy cảm hứng cho mình á. Mình học hỏi thêm. Người tiếp theo là An, là kênh YouTube là No Regret. Thì là một người em cũng khá là lâu năm, mình cũng hay nói chuyện mình luôn. Lâu năm cũng không thấy up video nữa. Mấy ông làm YouTube bây giờ đi đâu hết rồi. Top 3 là Yeezy Bread V2. Ok. Thứ 2 là Pharrell Williams Solar Human Ray collab với cả Human Made. Và cuối cùng là Adidas Alexander Wang AW Run Wide Marathon. Hình như mình biết rồi đó. Cuối cùng nghe quen quen, hình như ngày xưa mình có ở đôi. Ngày xưa mình có là Bibo. Ok, interesting. Tiếp theo là một người em nữa. Người em mới nổi, Huy Bo. Top 3, khủng toàn hàng khủng không. Đứng thứ 3, Balenciaga Triple S. Đứng thứ 2, Nike Air Fear of God. Quên mất không hỏi phối màu gì, nhưng mà nó là Fear of God 1. Tiếp theo, đứng thứ nhất, Jordan 1 Chicago phiên bản 2015. Thú dữ luôn, wow. Người tiếp theo mình muốn chia sẻ đây là LeBron Nguyễn. Một người em làm YouTube cũng rất là lâu rồi. Ok, top 3 ông này cũng khủng luôn. Air Force 1 CDG Supreme đứng thứ 3. Đứng thứ 2 là Jordan 1 Chicago Off-White. Và cuối cùng Nike Yeezy Platinum. Má, toàn hit không người trời. Nghe chóng mặt. Ok, người tiếp theo mình muốn chia sẻ đây là anh Nguyên ở bên Lipidus. Top 3 của anh Nguyên là Nike Yeezy Air 2 với màu Solar. Mấy ông này nhà giàu thế, toàn Nike Air Yeezy không? Mắc quá không mua nổi. Tiếp theo, Jordan 1 Bread. Và cuối cùng, Jordan 4 Bread. Đúng OG, chơi toàn Jordan không? Còn ai nữa ta? David. David Gio, High Beast đến từ Bỉ. Ok, top 3 này. Đây là hai beat chính hiệu luôn á. Jordan 1 Travis Scott. Ok. Đứng thứ 2 là Dior B23 High Top với màu OG. Mình
mình hỏi hỏi. Và cuối cùng là SB đăng lâu Trend the Love. Đó, thử giữ không. Cuối cùng, last but not least là ông Benjamin. Ok, top 3 Air Force One of White với màu OG. Đứng thứ hai là Air Max 1997 Sean Wonderspoon. Và cuối cùng Jordan 1 Union LA, hình như phối màu black toe thì phải, hình như phối màu đen á. Ok, vậy là hình như đấy là tất cả những người bạn mà làm YouTube mà mình biết, mình nói chuyện. Mình không nhớ còn ai nữa, không còn sót ai nữa không ta? Mình nghĩ cũng đủ hết rồi đó. Ồ, còn một ông em nữa, ông chùm plug của mình mà mình cũng muốn chia sẻ, mặc dù không làm YouTube đâu, muốn làm YouTube mà không bao giờ làm. Mình có nói là làm đi mà không làm, là thằng Diễu. Thì chùm plug của mình, chia sẻ luôn. Top 3, 1S Union Blue Storm. Đứng thứ hai là New Balance 922, collab với cả WTAPS. Và cuối cùng là Topshop Marriott 2.0. Thì nói chung là chỉ muốn làm một cái video để chia sẻ về top những đôi giày của những người bạn của mình. Qua đó thì thấy cái gu của mỗi người nó có một cái gu khác nhau, và mình thấy được tình yêu sneaker của mỗi người nó đi theo một cái hướng khác nhau. Thì mình vô cùng respect, không cần thiết là phải đi giày hit hay gì hết. As long as người ta chơi, người ta có cái gu, người ta thích cái dòng giày kiểu như vậy, thì vô cùng respect tất cả những anh em. Thì shout out cho tất cả những anh em đã trả lời cái tin nhắn mình hỏi về top 3, và cảm ơn tất cả mọi người. Thì bạn xem cái video đến đoạn này thì đừng ngại, hãy chia sẻ cho mình top 3 đôi giày trong cái bộ sưu tập sneaker của các bạn ở phần comment ở phía dưới. Ok, thì mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Thì nếu bạn thích cái video này thì nhớ là like and share, ngoài ra đừng quên subscribe channel của mình. Nhớ là bấm mình ghế chuông để cập nhật những video mới nhất mình up lên nha. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Peace out.